Rồi, ngồi đi em. Mời bạn nữ. Rồi, mời em ngồi. Rồi, giới thiệu về mình đi em gái. Dạ, em chào chị Cát Tường ạ, chào anh Quyền Linh và chào bạn trai bên kia. Chào em. Em là Trần Thị Ngân ạ. Em quê ở Bắc Ninh, hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương ạ. Em đang làm công việc gì? Dạ, em là giáo viên mầm non ạ. Năm nay em bao nhiêu tuổi? Nếu mà theo giấy tờ thì em 29 tuổi, còn thực tế thì em là 30 tuổi rồi. 30? Wow, mà còn quá trẻ luôn. Mời bạn trai. Em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý khán giả và bạn nữ bên kia hàng rào. Mình tên là Đặng Hải Đảo, mình 33 tuổi. Tên dữ ta. Quá đặc biệt không anh? Đặc biệt. Đảo làm nghề gì? À, em là công nhân sản xuất giày da ở Bình Dương ạ. Quê hương của mình là gói gọn trong hai câu thơ: Tháp 10 đẹp nhất Phong Sen, Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ. À. Hai bạn hỏi coi gần nhau không? Em ở Dị An, còn anh ở đâu anh? Anh ở Thuận An em ạ. Thuận An à, cũng gần. Rồi vậy là được rồi ha, hẹn hò cũng dễ. Rồi ưu điểm khuyết điểm của em là gì Ngân? Chắc ưu điểm em cũng không có nhiều đâu. Thì cũng biết nấu ăn, công việc gia đình thì cũng biết làm hết. Khuyết điểm thì em như theo mẹ em thì cũng còn chưa có được gọn gàng lắm. Tại mẹ em rất là khó về cái vấn đề đó. Bạn trai, ưu điểm khuyết điểm của em là gì Đảo ơi? Dạ, ưu điểm của em là có tính tự lập, yêu thích thể thao, âm nhạc và đọc sách. Thể thao thì em thích nhất là bóng đá, còn âm nhạc thì em thích hát nhạc trữ tình, còn đọc sách thì em thích đọc lịch sử Việt Nam, lịch sử thế giới, sách Đôi Môi và sách cả Conan nữa. Trời ơi, hay quá. Trữ tình hát bài nhạc bài gì đâu, hát thử đoạn nghe coi Đảo. Mùa xuân này anh sẽ cưới em, lũ bạn xa chắc không kịp mời. Đường chim trời đây đó bốn phương, đưa đầu nón giữa điên vượt suối. Nhớ mấy trời rồi mình đưa tin, rằng mùa xuân đã nên vợ chồng đôi mình. Em xin hát ạ. Rồi. Dễ thương. Bây giờ mình vô tới tình trường đi. Trong tình yêu thì em yêu và đã từng kết hôn. À. Dạ, em yêu một người duy nhất và cũng là người chồng đã từng kết hôn với em. Rồi mình kết hôn được bao lâu? Thời gian cũng không có nhiều chị. Khi bọn em bọn em yêu nhau từ hồi còn sinh viên á. Sau khi mà vừa ra trường cái là kết hôn. Rồi em về cũng sống chung với gia đình nhà chồng nữa. Rồi em có em bé luôn. À. Đây, kinh tế thì cũng chưa có được tốt lắm. Bé của em thì bé trai hay bé gái? Dạ, bé gái á. Bé gái. Anh cũng không có chia sẻ gì nhiều với em trong việc chăm sóc con ấy cả. Thời gian sau em phát hiện ra là anh có nhắn tin qua lại với bạn gái cũ á. Bây giờ là chia tay được bao lâu rồi? Dạ, chia tay được 3-4 năm rồi. 3-4 năm rồi. Dạ. Là bây giờ có còn liên lạc, còn dính líu gì không? Giấy tờ là xong xuôi hết chưa? Dạ, xong xuôi hết từ lâu rồi chị. À, dạ. Bây giờ con gái là ở với em? Con gái thì ở với em. Anh ấy theo vẫn còn có chu cấp không? Lại. Có chu cấp theo quy định của tòa. À. Rồi, con gái bao nhiêu tuổi rồi em? Dạ, con em được 5 tuổi rồi anh. À, hôm nay mình đi có đem con theo không? Dạ, có. À, bé gái ngồi dưới đó dạ, hả? Bé gái à, 5 tuổi rồi, dễ thương dạ. Quá ha. Còn em, tình trường thế nào? Em có 2 mối tình, trong đó có mối tình cũng đã pháp luật hợp pháp quá. Tức là kết hôn rồi luôn. Nhưng mà cũng đã chia tay cũng khá lâu, cũng đã 7 năm rồi. Mình có dạ. Cháu nào chưa em? Chưa chị ạ. Chưa à, có. Lý do tại sao bạn chia tay với vợ mình? À, nguyên nhân thì có lẽ là vợ em quá áp đặt. Cô ấy cũng đã thay đổi, có mối tình khác nên à. Bọn em chia tay. Như là duyên nợ, không biết như thế nào nha. Nhưng có duyên đó, hai người cùng chung cảnh ngộ đó. Bây giờ chúng ta đang tìm một cái tương lai mới cho hai đứa nha. Em gái, em muốn tìm một người như thế nào để có thể vững tin hơn cái người đầu tiên? Về ngoại hình thì bình thường thôi anh ạ. Ưa nhìn là được, dễ nhìn là được. Còn quan trọng là tính cách. Rồi em muốn một người đàn ông phải trung thực, trung thủy trong tình yêu và thật là nghiêm túc trong hôn nhân. Nói chung mình đã gãy đổ một lần thì mình cũng không đòi hỏi gì nhiều. Dạ, đúng rồi. Chỉ cần yêu thương mình, giờ là dạ, yêu thương rồi. Cả con mình dạ, nữa, chăm sóc cho mình là đủ ha. Dạ, đúng rồi. Rồi, à, bạn trai, bây giờ em mong muốn tìm một người vợ tương lai mình như thế nào? Về ngoại hình thì em cần một người con gái cao khoảng 1m5 trở lên, có mái tóc dài, gương mặt phúc hậu, không cần xinh đẹp như Hiếu Kiều đâu, nhưng cũng đừng có tệ như Hi Nở là được. Rồi tính cách thì siêng năng, thật thà, tốt bụng, có tinh thần cầu tiến, có ý chí và nghị lực vươn lên trong cuộc sống là được. Rồi. Bây giờ công việc của em là ổn định rồi đúng không em trai? Dạ ổn định ạ. Khi em nghe câu chuyện của bên bạn gái cái hoàn cảnh vậy thì em có ngại gì không? Không, em nghĩ mỗi người đều có một hoàn cảnh, một quá khứ. Ừ. Quan trọng là mình phải biết bỏ quá khứ và mình hướng đến tương lai. Vậy mình định lập nghiệp ở đâu?
Em định lập nghiệp và sống lâu dài ở Bình Dương à? Bình Dương. Nếu được thì bao giờ mình sẽ tiến tới hôn nhân nữa? Nếu được là cưới liền. Cưới liền. À, hiện tại là em đang sống với ai? Mình sống của mình à? À, mình đã có được nhà riêng cho em hay mình chưa đang ở trọ? Em vẫn còn ở trọ. Em nhắm là em có thể thương con của vợ mình như con mình không? Nếu bạn gái mà cảm nhận được em thì em cũng sẽ thương con bạn gái như là con của em thôi. Rồi. Chị thì chị thấy cũng được đó. Để anh qua xem đàn gái thế nào rồi mình tính nha. Em chào anh. Chào em gái. Dạ. Dễ thương. Người ta nói đúng là hồng nhan thì bạc phận. Đúng là như vậy. Rất là dễ thương. Con gái, ôi sao buồn vậy con? Đang nhìn con kỹ chú bên đó đó. Con ngủ hả? À, cái công việc của em ổn định không em? Dạ em là giáo viên mầm non thì đang làm giáo viên của nhà nước nên là ổn định. Hy vọng rằng nếu mà hai người kết hợp với nhau phát triển kinh tế gia đình, yêu thương nhau là được rồi ha. Dạ. Quan trọng là lo cho cô con gái kìa. Vâng đúng rồi anh. Rồi đàn trai quá chịu. Trời, vậy là vui rồi ha. Được. Bây giờ mình giao lưu với người thân đi, mình hỏi thêm ý kiến. Hôm nay thì em gái đi với ai? Dạ hôm nay em đến đây với anh trai, con gái, với cô hiệu trưởng và các bạn đồng nghiệp. À rồi, bây giờ em muốn nghe ý kiến của ai nè? À, cho cô hiệu trưởng trước đi ạ. Dạ, dạ, mọi người chào cô ạ. Em xin chào anh Quỳnh Linh. Chào cô. Em xin chào chị Cát Tường. Cũng xin nói nè, ở trường thì còn ba cô là chưa có gia đình, thì cũng hứa với các cô là trước khi về hưu thì sẽ cố gắng để gả chồng cho các cô này, xong xuôi là sẽ đi về hưu. Mà cũng may lắm, hôm nay 53 tuổi rồi, còn có 2 năm mà còn tới ba cô lận, mà hôm nay nghe cổ mời đi cũng mừng lắm. Coi như là em trai bên này thì nói chung là nhìn qua cái phong cách ở ngoài thì thấy là cũng là thật thà, chân chất. Xin ý kiến của anh trai ạ. Em cũng chẳng muốn nói gì nhiều, chỉ nói mong sao là hai bạn là tìm hiểu cho thật kỹ. Đôi bên cùng đổ vỡ rồi thì nói chung là bây giờ mình làm sao để cho chín chắn hơn. Để mà đòi hỏi thì không có đòi hỏi gì hết á. Nói chung là sống tốt và trung thực, biết lo cho gia đình và đối nhân xử thế nội ngoại là tốt rồi. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, bạn trai đi với ai? À, em đi với bà ngoại nuôi và một anh cầm hương. Chào ngoại. Chào dạ, ngoại. Con chào bà ngoại ạ. Dạ, cô cô Quốc Tường, chú Hoài Linh. Dạ, dạ. Bà ngoại. Hải Đảo, nó ở nhà tổ tôi đã 6-7 năm rồi. Mà giờ cũng tánh tình dễ thương, cũng hiền hậu. Bây giờ nó cũng tôi thì tôi coi nó cũng như là con cháu, mà nó coi tôi thì như nội ngoại. Bây giờ tôi cũng đến đây rồi cũng mong cho hai đứa nó được hợp duyên biến tới cuộc hôn nhân. Cô dâu tương lai bên này ngoại thấy làm sao? Thì cháu này nó cũng được, cũng dễ thương, cũng tánh tình hiền hậu. Tôi cũng mong cho hai đứa nó biến tới cuộc hôn nhân trăm năm hạnh phúc. Ông ngoại đâu rồi? Ông ngoại không còn. Vậy bữa nào con tìm ông ngoại cho bà ngoại nha. Dạ, dạ cảm ơn ngoại. Cảm ơn ngoại. Thôi bây giờ cho chúng ta bắt đầu mở rào nha. Hai mở hàng rào mặt ha. Tặng đi gặp em, những món quà anh tặng em. Hy vọng làm sách. Dạ em cảm ơn. Em cũng chuẩn bị một món quà tặng anh. Đó là một hồ cá nhỏ thôi với ba con cá nhỏ xinh. Có ý nghĩa là nếu như chúng mình đến được với nhau thì giống như những ba chú cá này, anh em và con gái của em có thể sống hạnh phúc. Cảm ơn em. Dạ, cảm ơn. Mốt về anh bỏ vô thêm hai con cá nữa. Hai con cá của em. Đúng rồi, hai con cá của em. Dạ, theo thời gian số lượng cá sẽ tăng lên. À, anh thích thể thao nên anh cũng tặng em một bộ đồ thể thao. Quay. Quay sau lưng em. Sau đây là vừa đấy. Quay kìa em. Quay sau lưng mặt nữa. Kia, mặt kia. Mặt kia kìa. À, bên này hả? À. Trời ơi, Messi hả? Thần tượng của anh hả? Để nói cái nghĩa của cái áo này. Vì đây là áo của đội tuyển Việt Nam. Còn Messi và số 10 là số áo của anh ấy là thần tượng của anh. Còn chữ I love you là anh dành tặng cho em bữa hôm nay. Trời ơi, sao nó nhiều ý nghĩa quá vậy? Rồi, cảm ơn anh. Lần đầu tiên gặp anh em có cảm nhận gì không? Nói chung là bên ngoài là quá chuẩn so với yêu cầu của em. Cảm ơn. Đối với anh thì anh rất là quan tâm bạn gái, nhất là cũng nói là vợ mình. Nhưng hôm nay được hẹn hò với em, được yêu với em thì quả là hạnh phúc với anh. Khi mà có bạn trai em thích bạn trai mình dẫn đi chơi đâu không? Em cũng thích đi du lịch. Dạ. Yeah. Đi phượt không?
cũng thích hơi lãng mạn xíu, đi phượt ok luôn. Thì như anh đã biết rồi đó, em đã kết hôn và có bé gái 5 tuổi rồi. Anh thấy có e ngại hay có vấn đề gì không? Không sao, tại vì anh lúc nãy đã nói rồi, đó là quá khứ. Mình cứ nhìn quá khứ đó, mình cứ nhìn lại, mình càng đau khổ thì không bao giờ mình có hạnh phúc nữa. Anh có hút thuốc không anh? Không. Còn nhậu thì sao? Nhậu thì chỉ uống xã giao, còn thường là anh rút đó. Bạn bè rủ hoài mình cũng không uống nữa. Nhiều khi nó cứ chê đàn ông gì không biết hút thuốc, không hút nhậu nữa. Dạ, tại em cũng không thích đàn ông nhậu. Em có ngại là người ở quê miền Tây không? Người miền Tây thì theo em được biết, với em có bác ở đó, em cũng tiếp xúc nhiều, là thường là họ rất là thật thà. Anh cũng như vậy đó. Mà cũng sống cũng hòa đồng nữa. Nếu hôm nay mình hẹn hò nhau thì khoảng một năm trở lại, anh nhất định sẽ làm một đám cưới cho em, để cho em lấy lại hạnh phúc hơn mối tình đầu. Dạ. Em cũng muốn là anh biểu diễn cái thật tương bóng cho em coi với mọi người đây không? Dạ, anh biểu diễn cho mọi người cùng coi đấy. Em cũng muốn xem cái tài năng thể thao của anh như thế nào. Anh sợ lên đây cùng quá anh tưng không được. có gì em bỏ qua cho anh nha. Dạ. Cho em làm lại cái nữa nha. Được rồi. Tại vì này khó thì... Được rồi đó. Cái tài lẻ thì giúp về chứng minh cho ấy. Quan trọng là chúng ta chứng minh được chúng ta yêu thương con của ấy là được rồi. Anh thấy đây là cô gái rất là dễ thương ha. Nếu như mà mình hợp nhau thì cô ấy cũng sẽ là một trong những cái nơi để có thể chia sẻ với em tất cả mọi thứ. Chàng trai miền Tây cũng thật thà ha. Em hy vọng là sẽ có một tình kết thúc có hậu trong buổi hôm nay. Bây giờ trước khi chúng ta tiến hành bấm nút thì mình hãy nói tất cả những gì mình suy nghĩ về người đối diện. Em thấy cô ấy rất là xinh đẹp và dễ thương, cảm thấy rất là thân thiện và gần gũi. Em hy vọng là cô ấy sẽ bấm nút chọn em hôm nay. Em có thích cô ấy không? Rất thích. Tim em có rung động không? Hình thích hả? Thật không? Thật mà. Thề đi. Em thề đó. Em gái muốn nói gì với chàng trai này? Nếu mà đến được với nhau thì hy vọng là anh sẽ chia sẻ với em mọi những vui buồn, khó khăn trong cuộc sống. Mẹ và anh trai là một chỗ dựa tinh thần rất là lớn đối với em từ trước đến giờ, cho em vượt qua rất là nhiều khó khăn. Nên là em hy vọng là anh sẽ là một chỗ dựa tinh thần thứ hai của em. Thôi chúng ta để tay vào nút bấm đi. Bây giờ vấn đề quan trọng là có chấp nhận hay không, có bấm nút hay không. Suy nghĩ thật kỹ nha hai bạn. Hãy đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, chúc mừng em. Chúc mừng. Nào, để bóng đây đi. Nắm tay nhau đi hai bạn. Nắm tay nhau đi nào. Nắm thật chặt nào. Cứng giữ tay thật chặt nha. Cố gắng. Em sẽ không bao giờ buồn nữa. Không bao giờ buồn nha. Hy vọng rằng hạnh phúc sẽ sớm đến với hai bạn. Vậy cũng hy vọng là sớm nhận được tin vui từ hai em nha. Thật là chủ động nè, nhìn thẳng vào điện thoại, giới thiệu về họ tên, tuổi, quê quán và công việc của mình nha. Anh họ tên anh Nguyễn Hoàng Nguyên, sinh năm 1976, quê ở An Giang. Nghề nghiệp của anh là làm nghề cơ khí. Là mình có tiệm riêng hay là mình làm cho người ta anh? À, đi làm công cho ta. Rồi anh làm như vậy thì cái thu nhập của mình như thế nào ạ? Tháng anh được cỡ 12 triệu em. Dạ rồi, ok. Bây giờ anh Nguyên nói về bản thân mình xíu đi. Mình tính cách như nào, điểm mạnh, điểm yếu, tài lẻ, sở thích gì ha? Nói chung là anh không cần gì quan trọng lắm, chỉ cần 6 nút được rồi. Còn điểm mạnh của anh là anh thích người hòa đồng, có người chia sẻ với mình. Ví dụ như có gì trúng sai gì đó, hai người chia sẻ nhau. Điểm yếu của anh là anh hay quên. Rồi, hòa đồng, chia sẻ, hay quên. Rồi mình còn có tài lẻ gì không? Ca hát đồ được không? Ca hát thì hay như hát karaoke đồ này kia, bạn bè rồi đi với nhau thì đi hát cũng vẫn được em. Tạm được thôi. Rồi, vậy hát thử mấy câu cho em nghe thử đi. Hát mấy câu bài tủ đi. Mấy câu bài gì cũng được hả em hả? Đúng rồi, bài gì cũng được. Tình yêu hơn ngàn lần xin tha thứ, xin lỗi em ngàn lần xin lỗi em,
rồi nhiều được em. Rồi ok, anh Nguyên là trước giờ mình đã từng lập gia đình chưa? À, nói chung là gia đình cha mẹ đi kết hôn thì không có. Anh lúc trước anh có từng quen con bồ rồi ở với nhau được cũng năm mấy đó em. Tự hai đứa đi ở quê đó, rồi tự hai đứa mình nắm tay đi sống được năm mấy rồi chia tay luôn. Sống được hơn, coi như là không có kết hôn gì hết hả? Đúng rồi, không có kết hôn gì hết. Sống hơn năm vậy sao mà lại chia tay? À, nói chung là làm rồi này kia rồi trong thời điểm mà anh đi làm rồi ở nhà cô ta là người Phật tử đi chùa kia dữ lắm cũng có quy y á em, phát hiện được cũng mấy lần á, là ba lần anh về anh nói với ông già vợ là ba ơi, nếu mà con bắt được lần nữa là con ôm đồ con đi. Anh cũng cắt nhà cửa rồi này kia khang trang lắm nhưng mà ông già vợ ông cho đất á em, nhà cửa thì anh tự bản thân anh cắt lên. Rồi cuối cùng anh nhiều người ở xóm ta nói lắm rồi anh đi gần anh bắt anh về, anh đi lần 2-3 tháng anh mới về, lần thời điểm đó anh đi buôn lậu ở trên ranh giới Châu Đốc á. Rồi cuối cùng anh gần hoài anh bắt được rồi anh mới chia tay, anh là quỳ anh lại nó ba lại anh đi luôn. Là bắt được gì, anh thấy gì bắt được gì? Cờ bạc á em, quấn bài tí sắt á. Là coi như là còn hồi trước là đi chùa là sao nữa? Thời điểm trước á, đi chùa đồ này kia, nói là đi chùa nghe thầy giảng đồ này kia, anh cũng cứ nghĩ là như vậy. Nhưng mà thật sự là nó trá hình vậy để cho nó nói là cũng như là cái linh tính anh vậy, là để biết để nó đi chùa vậy thôi. Nhưng mà thật sự có đi chùa là kiểu như 10 lần đi chừng 1 lần với 2 à. Còn như là vô sòng bài không, anh nói em hiểu không? Là đó, phát hiện bạn gái đánh bài thôi chia tay luôn. Mà đúng sao rồi, cũng gọi là ông già vợ hả? Chứ nói chung mà cũng xác định ở như vợ chồng, chỉ là không có giấy tờ rồi đám cưới rồi gì thôi đúng không? Đúng rồi, thì cũng kêu thời gian cũng năm mấy thì cũng gọi ba vợ đồ này kia. Rồi anh chị em đồ này kia. Nó thì cũng nói chuyện qua nói chuyện lợ thì cũng hòa đồng lắm. Nhưng mà anh nghĩ ra, anh phát hiện ra thì nó có cái tật xấu, từ chỗ đó anh bất mãn, anh thấy nó buồn buồn trong tâm làm sao em. Là coi như là anh chia tay cách đây lâu chưa? 2018, cũng 4 năm rồi em. 4 năm rồi, là sau đó 4 năm rồi có níu kéo liên lạc gì với nhau không hay là có tìm hiểu ai khác không? Nói chung thì đối với nó thì nó cũng lúc anh đi thì nó khóc, nói khóc gì, nếu mà dính líu với nhau nữa thì tình trạng này xảy ra hoài đó, bạn bè đồ này kia nó coi anh cái gì, rồi anh nói anh đi luôn. Thì chia tay nó anh cũng nói chung anh cũng có bồ, không phải bồ mà kiểu như bạn bạn thân vậy thôi chứ không phải là đặc điểm để là bồ. Cũng có bạn gái đồ này kia, thỉnh thoảng mình cũng đi hát karaoke hoặc là đi lỡ quán ăn đồ này kia, ăn một tiệc gì cho nó vui cái mình về, như đi thư giãn gì mà đấy cuối tuần gì đó em. Rồi vậy giờ anh mong muốn tìm người sao? Tìm người sao phù hợp với mình? Anh chỉ cần người đó là biết có đạo đức, không cần đẹp, chỉ cần có tánh quan tâm, vợ chồng quan tâm với nhau thôi. Chỉ cần vậy thôi. Chứ rồi tuổi tác vùng miền rồi sao? Nói chung người ở miền ở trong miền Đông, miền Tây đồ thì càng tốt, còn miền Bắc thì cũng được, nhưng thời điểm mà thí dụ như không có người ghép chung nhau ở miền Tây thì miền Bắc cũng được. Mà đôi khi miền Bắc nói anh nghe hầu như là nó không rõ cho mấy lắm. Rồi nói chung là vùng miền, nói chung là ưu tiên cũng là miền Tây ha. Rồi còn tuổi tác này kia các thứ làm sao? Rồi người ta đã từng lập gia đình thì có được không? Cũng vẫn được, bình thường không có gì, có lập gia đình cũng không được, cũng bình thường không có sao. Anh không quan trọng vấn đề đó. Rồi ok, mình còn yêu cầu gì người bạn gái nữa không nè? Anh yêu cầu người bạn gái nói chung là có cái tâm chút, biết tội lỗi làm ăn đồ này kia, biết lo làm ăn, vợ chồng lo làm ăn. Thí dụ như có gia đình rồi cũng vẫn được, nhưng mà dứt khoát với chồng con đâu đó hợp lệ đàng hoàng. Rồi anh, ok anh không quan trọng. Rồi anh không cần người đó đẹp, yêu cầu miễn là biết
quan điểm quan quan tâm hai đứa với nhau được rồi. Anh quan tâm em quan tâm anh, vậy là hạnh phúc rồi. Ừ, rồi ok, cảm ơn anh Nguyên ha. Hôm nay chỉ là cái buổi cát đầu tiên thôi, nếu mà có người phù hợp á thì chương trình sẽ báo cho anh biết nha. Như cỡ thời hạn cỡ bao lâu lận em? Là cái này nó cũng tùy duyên, có người thì nay hợp mai có người ghép liền, còn có người phải chờ á, cho nên là quan trọng bọn em sẽ xem lại tất cả hồ sơ nữa. Với lại nếu mà anh được chọn á thì có biên tập ta sẽ trao đổi thêm về nội dung với anh nha. Dạ, vậy giờ gọi qua Zalo hả, là gọi sao để anh biết, đôi khi nhiều khi chương trình có thể cho hai anh trước một hai ngày được không, là anh sắp xếp công việc của anh đó em. Rồi chương trình thì sẽ có cái quy trình sau đó rất là nhiều bước nữa, cho nên anh cứ yên tâm nha. Ờ vậy hả, vậy còn nhiều bước nữa lắm chứ không phải là gì với là gì. Đúng rồi, hôm nay chỉ là vòng đầu tiên thôi nha anh. Mình sẽ có những cái vòng làm việc phía sau nữa ha. Rồi cảm ơn anh ạ. Rồi, cảm ơn em nhiều nha. Dạ. Rồi chào em. Họ tên, tuổi, quê quán và công việc của mình nha. Dạ. À, em họ và tên của em là Nguyễn Hoàng Quy. Em năm nay 22 tuổi. Ủa 23 tuổi. Ừ. Dạ, quê quán em ở Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Công việc em thì cũng làm ở quê luôn. Em làm ở cửa hàng chuyên về bán vật liệu xây dựng, trang trí nội thất. Cụ thể là công việc của em ở đó là em nhận to, ghi to, tính tiền với nhập hàng với kiểm kê hàng đồ á chị. Ừ, em làm như vậy thì cái thu nhập của em thì như thế nào? Dạ, thu nhập của em làm ở quê nên tháng cũng được khoảng 9 triệu mấy á chị. Ừ, rồi. Vậy thì là trước giờ là em đã từng trải qua mấy mối tình rồi? Yêu bao nhiêu cô, lý do làm sao mà chia tay? Dạ, em có trải qua một mối tình. Thì cái đó lúc đó là khoảng lúc năm em 18 tuổi. Thì lúc đó cái bạn kia còn nhỏ tuổi hơn em tới 2 tuổi. Rồi cái một thời gian cái qua lại không hợp với lại gia đình bạn đó, là bạn đó còn đi học á nên không cho bạn đó ấy nữa, nên hai tụi em dừng lại á chị. Rồi từ đó tới nay cái em cũng không có quen ai luôn. Ừ, em là 23 tuổi, là em sinh năm 2000 á hả? Dạ đúng rồi. Ờ 2000 thấy cũng còn trẻ quá trời nè, sao đi kiếm bạn gái sớm vậy? Dạ giờ kiếm cũng vừa rồi chị. Ừ. Rồi nhưng mà em nói về bản thân em trước đi. Ví dụ em có những cái điểm mạnh, điểm yếu như thế nào? Cho em hỏi phải chị Ngọc Lan không ạ? Không, chị Ngọc Lan là nếu mà em được chọn lên chương trình thì em sẽ gặp chị Ngọc Lan. Còn đây chỉ là biên tập của chương trình thôi nha. Dạ. Ừ. Điểm mạnh thì em trong công việc á, thì em chịu khó với lại là cái việc xem cái gì mình muốn làm là mình sẽ dập ra trong đầu, là mình định hướng sẵn đó chị. Ừ. Với lại em cũng chơi thể thao rồi. Phụ làm còn gì nữa không? Với điểm mạnh em cũng biết ca hát một xíu. Rồi hát thử chị nghe luôn đi. Thôi chị ơi, ở đây em ngồi quán cà phê. Trời ơi, cái gì đâu ngại. Thôi nữa, để nữa có được em lên chương trình em hát. Phải hát trước khi mà chị nghe nha. Trước khi mà lên chương trình phát cho chị nghe trước đó. Bây giờ em mong muốn tìm một bạn gái như thế nào để phù hợp với em? Dạ, tìm một người bạn để người lớn hung dữ một xíu cũng được, tại vì em hiền khô mà. Ừ. Tuổi tác, vùng miền ở đâu thì được em? Dạ, tuổi tác thì lớn em 1-2 tuổi, nhỏ hơn em 1-2 tuổi cũng được đó chị. Ừ, đang ở đâu thì được? Quen ở, tốt nhất thì ở quanh khu vực tỉnh Đồng Tháp, để có chị tiến xa qua lại thăm to cho hai bên gia đình đó chị. Coi như là quanh khu miền Tây đi ha. Quanh khu miền Tây lân cận cũng được. Ừ. Rồi còn gì nữa không Huy? Còn yêu cầu gì nữa không? Hình mẫu nào giống ai không? Hình mẫu thì em có thích chị Miyu ở Miyu diễn viên á chị. Vậy hả? Sao thích Miyu? Chị đó vừa xinh đẹp vừa tài giỏi. Ừ. Làm đầu tư đồ này kia nữa. Ừ. Rồi ok. Nói chung là hôm nay chỉ là cái buổi cát nhanh với chương trình thôi.